Thứ 6, ngày 6 tháng 7 năm 2018, 09:30 AM, GMT cộng 7, hoa súng thường nở lúc bình minh, vươn khỏi mặt nước chừng 10:20 cm. Nếu ai muốn ngắm hoa súng nở phải dậy thật sớm, đi thuyền vào đến suối Yến trong khoảng từ 6 giờ đến 9 giờ sáng. Đến trưa chiều, hoa thu mình, chờ ánh dương ngày mới. Khác với vẻ tấp nập vào mùa xuân, mùa này ở chùa Hương tĩnh lặng, thanh bình, đón du khách tới đây thưởng ngoạn vẻ đẹp của những bông hoa súng hồng, tím. Mùa hoa súng kéo dài đến cuối năm. Để ngắm hoa, khách thuê chiếc thuyền nhỏ với một người chèo giá khoảng 100.000-120.000 đồng, mỗi thuyền ngồi 2 người. Theo người dân địa phương, khu vực này năm nay bị ngập lớn 2 lần nên mùa hoa tới muộn và vì vậy cũng ít năm trước. Chỉ 50.000 đồng, du khách có thể sở hữu chục bông hoa súng. Đây có thể vừa là đạo cụ chụp ảnh. Chùa Hương thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km về phía tây nam. Bạn đi theo quốc lộ 21B, qua huyện Thanh Oai, thị trấn Vân Đình là tới huyện Mỹ Đức. Đường đi không khó khăn nên có thể sử dụng phương tiện xe máy.